sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all due. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh.
rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu.
nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông đội tông, này đôi buông mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đông đội tóc, này đôi thật đẹp như mơ. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có trong đề bầu, người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một,
sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh. Bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc nào nâng ly chúc mừng lứa đôi. Chờ quê xưa thành phố mới, dưa kiếm đời.
giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không
trong việc hôn lễ thì theo cái phong tục thì về các cháu, hai cháu đã nên làm lễ gia tiên, không là các cháu đang mời chồng biết các ông đại bà, nên là trong năm chậm giờ, bây giờ là đã mời vợ trước là chủ tịch của tiên, còn chủ tịch có bài của cháu thì là quốc vương chủ trì ca sĩ hoa để về gia đình họ này trai
chồng nhờ ông Xuân Tiến xây dựng tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Tôi là bác của cháu thì may được sự ủy quyền của ông Cường và Dung đại diện cho gia đình nhà gái đi đưa cháu về nhà chồng. Qua quá trình công tác lao động, hai cháu đã quen biết và tìm hiểu nhau cho đến hôm nay là được ngày lành tháng tốt. Hai bên gia đình tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các cháu được sự công nhận của chính quyền địa phương và hai gia đình tổ chức ngày hạnh phúc trăm năm của cháu. Giờ này là giờ tốt, ngày tốt, tháng tốt. Tôi xin đại diện cho gia đình nhà gái xin giao cháu Thìn về làm dâu con của họ nhà trai. Tuy rằng hai cháu có lớn nhưng chưa bao hôn, mong toàn thể hai bên gia đình cùng đốc thống vun sới cho các cháu được hạnh phúc. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình họ nhà trai đã đón tiếp nồng nhiệt và chúc sức khỏe các vụ công gia đình hai bên gia đình được một sức khỏe tốt hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, cậu các bà, quan viên hai họ, kính thưa các vị tân quý khách cùng các cô dì chú bác của hai gia đình, cháu Trường và cháu Thùy đến tuổi trưởng thành lập gia đình, qua quá trình tìm hiểu được chín mùi, được ông Tơ bà Nguyệt kết tóc xe duyên cho hai cháu lên nghĩa phu thê, bố mẹ đôi bên chấp thuận vun vén xây dựng tương lai cho hai cháu theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam và tập quán thôn quê. Hai gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho các cháu. Trăm năm chọn được một ngày, một ngày chọn được một giờ để rước dâu. Các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của họ nhà gái đã dành thời gian vàng ngọc đưa cháu Thùy gấp bước vô quy về để làm dâu nhà chồng, làm dâu con ông bà Xuân Yến. Xin được cảm ơn ông bà thân sinh cháu Thùy đã trao cho ông bà Xuân Yến một làng dâu nết na xinh đẹp và thảo hiền. Xin được kính chúc sức khỏe các cụ ông các bà, kính chúc hai gia đình thông gia tình cảm đoàn kết gắn bó như một. Xin có lời chúc phúc cho hai cháu trăm năm trọn nghĩa phu thê. Qua đây thay mặt cho gia đình trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị tân quý khách cùng các cô dì chú bác và các bạn nam thanh nữ tú đã về chung vui cùng gia đình để mừng nhân duyên và hạnh phúc của hai cháu. Xin trân trọng hôn trời.
chúng ta cùng minh chứng thật đắc hơn cho chương trình Lễ Thành Hôn của chú rể Văn Trường của dòng Nguyễn Thùy. Và thay lời cho ông Vũ Văn Xuân và Nguyễn Thị Yến, Xuân Đoàn xin phép được gửi tới tất cả quý vị những lời chào thân thương, những lời chúc sức khỏe. Và cho phép Xuân Đoàn được mượn một tràng vỗ tay của quý vị để cảm ơn chính quý vị có mặt tại ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến ạ, những cung bậc cảm xúc thật tuyệt vời trong tình yêu, ai yêu trải qua mới biết được. Và những bản nhạc về tình yêu và những bản nhạc vô cùng ly kỳ mà khiến tất cả con người chúng ta ai cũng đều tò mò và ai nghe cũng đều phải thích. Và những ai đã trải qua câu chuyện tình yêu thì chắc chắn đều mong muốn có một điểm tới, một điểm chạm của hạnh phúc. Và ngày hôm nay điểm chạm đó dành cho chú rể Văn Trường của dòng Nguyễn Thùy để họ nên duyên vợ chồng về ở cùng một nhà. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta tới với sự hiện diện của chú rể Văn Trường của dòng Nguyễn Thùy. Xin mời. Xin mời sự hiện diện của chú rể Văn Trường của dòng Nguyễn Thùy. Cũng như chúng tôi rất mong muốn có những sự hiện diện tiếp theo của tất cả quý vị khách quý sau khi dùng bữa tiệc thân mật cùng với gia đình chúng tôi sẽ di chuyển về khu vực thôn Trường Cưới. Xin mời. Và thưa quý vị thân mến, ở trên sân khấu ngay lúc này đây chính là sự hiện diện rất quan trọng, sự hiện diện của chú rể Văn Trường của dòng Nguyễn Thùy. Lý do mà ngày hôm nay quý vị chúng ta có mặt tại đây. Và thưa quý vị thân mến, một câu chuyện chắc chắn nhở, có rất nhiều điều thú vị. Và ngày hôm nay chú rể cô dâu sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị chúng ta được rõ hơn, hiểu nhiều hơn. Dạ, thưa chú rể chú rể Văn Trường thân mến ạ, bạn và cô dâu quen nhau cho tới ngày hôm nay kết hôn là được bao lâu rồi? Một năm rồi. Một năm ạ. Cho tôi hỏi cô dâu ạ, cơ duyên gì để cho chú rể nói lời yêu với cô dâu ạ? Dạ, cơ duyên gì ạ? Là trong một buổi sinh nhật hay là ngày xưa đi học cùng hay là đang đi đường va vào nhau ạ? À, đang công tác cùng nhau, rất tuyệt vời. Cho tôi hỏi cô dâu Nguyễn Thùy thêm một câu nữa. Lần đầu tiên chú rể nắm tay cô dâu, khi đó cô dâu có phản ứng gì ạ? Ngại ạ. Ngại ạ, nhưng mà còn nắm lại không ạ? Có ạ. Cho tôi hỏi cô dâu thêm một câu nữa. Lần đầu tiên chú rể hôn cô dâu, khi đó cô dâu có phản ứng gì ạ? Dạ, nhưng mà có hôn không ạ? Không, không lại. Vẫn lại, nhưng mà không hôn lại. Ly kỳ vậy trời. Nắm tay thì ngại, nhưng vẫn nắm lại. Nhưng mà chú rể hôn, ngại, nhưng mà lại không hôn. Sao tôi hỏi chú rể thêm một câu nữa. Nụ hôn lâu nhất mà bạn hôn cô dâu là được khoảng bao nhiêu phút ạ? 10 phút này ạ. 10 phút! Mấy anh mặt đỏ đỏ dưới kia cho em hỏi anh nào đã hôn vợ 10 phút chưa? Quý vị chúng ta vừa nghe rồi nhá. 10 phút ngày hôm nay là thước đo để cho chú rể và cô dâu hôn nhau như vậy. Hôn nhau để một ít phút nữa thôi ạ. Ngay sau đây ạ, xin mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ quay mặt vào nhau ạ. Và thưa quý vị thân mến, những khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong ngày cưới ngày hôm nay, đặc biệt là những nghi lễ được thống nhất và thỏa thuận của hai bên gia đình, thì hai bên gia đình đã tiến hành thực hiện theo đúng giờ hai bên gia đình đã hứa hôn rồi. Và ngay sau đây những khoảnh khắc vô cùng quan trọng còn lại trong ngày cưới của chú rể Văn Trường cô dâu Nguyễn Thùy, chúng tôi xin phép được tiếp tục trước sự chứng kiến của đông đủ tất cả quý vị khách quý đang hiện diện ở phía dưới. Và xin trân trọng kính mời tới tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng vừa dùng tiệc trà và vừa dành những sự tập trung của tất cả quý vị lên khu vực trung tâm sân khấu, đặc biệt là lý do của quý vị ngày hôm nay có mặt tại đây. Và ngay sau đây ạ, xin mời chú rể Văn Trường, bạn hãy mở lấy hộp nhẫn ra, lấy hộp nhẫn ra trước. Dạ, xin mời. Mời chú rể sẽ mở hộp nhẫn ạ. Xin mời chú rể sẽ quay hộp nhẫn xuống phía dưới. Và xin mời cô dâu sẽ chạm tay cùng vào giúp tôi ạ. Và xin mời lưu lại giúp Xuân Toàn một tấm hình vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay dành tặng cho hai bạn ạ. Được chưa? Dạ. Tiếp theo ạ, xin mời hai bạn sẽ quay mặt vào nhau ạ. Và thưa chú rể cô dâu thân mến, trai thì trao vào tay trái, gái trao vào tay phải. Ngay sau đây xin mời chú rể Văn Trường, bạn sẽ tiến hành lấy một chiếc nhẫn nhỏ và trao lên tay cô dâu. Xin được trân trọng kính mời, sau khi Xuân Toàn đếm nhá. Đó, từ từ chú rể đứng xa một chút. Ok, ngày hôm nay chú rể thỏa sức thể hiện phần cầu hôn của mình cho người vợ rất xinh gái đang đứng trước chú rể. Sau khi Xuân Toàn đếm 1, 2, 3, rất mong muốn rằng
trong lúc chú rể thực hiện trao nhẫn cưới, cô dâu chào nhẫn cưới, quý vị hãy trao những tràng vỗ tay, những món quà vô giá ngày hôm nay của quý vị dành cho tặng cho cô dâu chú rể quý vị nhá. Một, hai, ba, xin mời. Quá tuyệt vời, quý vị thân mến, một phần cầu hôn ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời của chú rể Văn Trường dành tặng cho cô dâu Nguyễn Thủy. Hãy làm vợ anh nhé, Nguyễn Thủy ơi. Và với chiếc nhẫn còn lại ở trong hộp, cùng hãy lòng chồng em nhé, Văn Trường ơi. Mình nguyện đi bên nhau tới trọn đời này. Em sinh ra vốn đã là của anh, và anh sinh ra là để người mà em nương tựa, người mà em tin tưởng để đồng hành tới trọn phúc suốt cuộc đời này. Và thưa quý vị thân mến, Nghi đã trao nhẫn cưới để minh chứng rằng kể từ ngày hôm nay, chú rể Văn Trường, cô dâu Nguyễn Thủy, họ tạm gác lại một hành trình mà họ đã đi qua, đó là hành trình hai bạn tìm hiểu nhau, nhưng để họ bắt đầu một con đường mới, một hành trình mới, một hành trình, một con đường của hạnh phúc gia đình. Và thưa quý vị thân mến, cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị vừa rồi đã dành tặng cho chú rể cô dâu tác hợp cho nghi lễ chào nhẫn cưới. Ủa sao lại quay lại sớm thế? Tôi xin mời cô dâu chú rể cứ giữ lại trạng thái như vừa rồi hộ tôi ạ. Thưa chú rể Văn Trường thân mến ạ, tôi nghĩ ngay lúc này đây cô dâu có điều rất quan trọng nói cho chú rể. Sau đây thì tôi xin mời cô dâu Nguyễn Thủy ạ, bây giờ bạn có điều gì muốn nói với chú rể, bao nhiêu lời yêu thương hẹn thề ngay lúc này là lúc mà cô dâu có thể nói, thay vì việc mọi khi đứng ở mũi chuối hay đứng ở đầu làng nói. Vâng, xin giao mic cho cô dâu. Cô dâu rất yêu chú rể. Mà nghe lời yêu ấy, chú rể tầm này chắc là tim vừa đập rộn ràng lên rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng tới với những lời chia sẻ của chú rể Văn Trường. Thưa quý vị, sau đây tôi cũng rất mong muốn chú rể Văn Trường sẽ có thể nói với người vợ của mình những lời yêu thương, và đặc biệt là gì ạ? Nếu như có thể, chú rể có thể gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý vị khách quý đang hiện diện tại đây. Đã, xin mời chú rể. Sau những hành trình mình trải qua, thì anh nhận ra một điều là chúng ta không thể thiếu nhau. Thì hôm nay chúng ta thành đôi vợ chồng rồi, thì anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Của chú rể và cô dâu, họ dành cho nhau để minh chứng một tình yêu giọt nồng cháy của đôi bạn. Và ngày hôm nay trước sự chứng kiến của đông đủ tất cả quý vị, họ đã vượt qua những sự ngại ngùng của mình để minh chứng và để ngày hôm nay thể hiện cho tất cả quý vị được thấy một câu chuyện tình yêu vô cùng tuyệt vời. Và Xuân Toàn nghĩ là những điều tuyệt vời ngay lúc này đó là thêm một tràng vỗ tay của tất cả quý vị, bởi vì quý vị rất tuyệt vời. Và thưa chú rể Văn Trường và dâu Nguyễn Thủy thân mến, một hành trình của hạnh phúc gia đình sẽ còn có những khó khăn và thử thách nhiều hơn nữa. Bởi vì vậy mà nghi lễ cắt bánh cưới để minh chứng sự đồng sức đồng lòng của hai bạn. Sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ di chuyển về phía tháp bánh cưới. Xin mời tay phải của chú rể Văn Trường bạn sẽ ôm vào eo cô dâu. Tay trái xin mời tay trong tay, và xin mời hai bạn chúng ta sẽ thực hiện cắt bánh cưới làm 3 lần. Lần đầu tiên để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha hai bên. Lần thứ hai để cảm ơn sự diện của tất cả quý vị tới đây để tác hợp và chung vui. Lần thứ ba để minh chứng sự đồng sức đồng lòng của hai bạn. Xin mời 3,
2, 1. Và thưa quý vị thân mến, một hành trình ngày hôm nay trong buổi lễ thành hôn, những khoảnh khắc vô cùng quan trọng sau ngày cưới ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của đông đủ tất cả quý vị khách quý, cũng là những ước mong là khát khao bấy lâu nay của chú rể Văn Trường, cô dâu Nguyễn Thủy, để ngày hôm nay ước mong đó, khát khao đó đã trở thành hiện thực. Và thưa quý vị thân mến, những khoảnh khắc thực hiện của nghi lễ cắt bánh cưới để minh chứng cho sự đồng sức đồng lòng của chú rể và cô dâu. Và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ di chuyển sang phía bên tay phải của sân khấu. Chúng ta tiếp tục tới với nghi lễ rót rượu cưới. Xin mời chú rể Văn Trường ạ, bạn hãy lấy chai rượu đầu tiên lên ạ. Chú rể sẽ mở tem trước ạ. Rồi ạ. Bây giờ mở quá. Từ từ, đừng nghe anh kia bảo sóc mạnh lên, đừng. Lưu ý trong suốt quá trình mở chai rượu, chú rể tuyệt đối không uống cổ chai rượu về cô dâu. Đừng uống cổ chai rượu về chú rể. Đừng uống cổ chai rượu về tôi. Dạ, chú rể uống cổ chai rượu về anh quay phim. Ok, dạ, uống cổ chai rượu về đấy. Ok, bây giờ uống cổ chai rượu về phía dưới đó trước ạ. Mọi bây giờ chú rể mở khóa chai rượu, ngược chiều kim đồng hồ. Ok, rất xuất sắc. Sau khi mở khóa chai rượu, xin mời chú rể tay giữ nút chai. Ui trời ơi, hết hồn. Vâng, xin mời hai bạn sẽ châm rút sơn toàn lên chiếc ly đầu tiên của dòng tháp ly hạnh phúc. Và thưa quý vị thân mến, hạnh phúc sẽ thật đồng đầy, và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị ạ. Và thưa quý vị thân mến, nghi lễ rót rượu trong ngày tới cũng là một nghi lễ mà tất cả các nước trên toàn thế giới đều áp dụng, chứ không riêng gì Việt Nam ta mới làm. Và nghi lễ phải sử dụng rượu màu hồng kết hợp với đá lạnh của màu trắng, và với một không gian, một hình ảnh vô cùng lãng mạn ngày hôm nay cũng là một thước đo, một điểm chạm, một mong muốn của chú rể và cô dâu. Và hành trình đi tới những khoảnh khắc ngày hôm nay, chắc chắn hai bạn đã vượt qua rất nhiều những khó khăn và thử thách. Và đến ngày hôm nay, mọi sự cố gắng, nỗ lực của hai bạn để nhận lại những thành quả vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao khi sự diện của tất cả quý vị khách quý tới từ hai bên phố họ ngày hôm nay tới đây thật đông đủ. Xin một lần nữa cảm ơn. Với chai rượu còn lại, xin mời chú rể Văn Trường, bạn sẽ làm tương tự giống như chai rượu đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta tránh tình trạng là nút chai mở đột ngột. Ok, xin mời chú rể. Thưa quý vị thân mến, là chai rượu thứ hai này thì chú rể Văn Trường bớt đi sự uống cố mà. Ấy, đừng uống cổ chai rượu về tôi nhá. Rồi, xin mời chú rể, bạn hãy mở khóa chai rượu. Chú rể nghe vợ giám sát. Rồi, ấy đừng uống cổ chai rượu về cô dâu nhá. Cô dâu né sang một bên rồi đấy. Dạ, ok, bật nhá. 1, 2, 3. Wow, quá là ăn khớp. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu, hai bạn sẽ châm giúp sơn đoàn lên những chiếc ly ở phía trên mặt bàn trước ạ. Dạ, xin mời hai bạn sẽ châm giúp sơn đoàn lên những chiếc ly ở trên mặt bàn ạ. Số rượu còn lại trong chai, xin mời hai bạn sẽ tiếp tục châm lên dòng tháp ly để chúng ta đong đầy hạnh phúc. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời sự diện lên sân khấu, sự diện của ông Vũ Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Yến ạ. Cũng như xin được trân trọng kính mời sự diện của ông Nguyễn Văn Cường là bố của cô dâu ạ. Xin mời. Xin mời số rượu còn lại hai bạn tiếp tục châm lên dòng tháp ly của hạnh phúc ạ. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Cường là bố của cô dâu, sự hiện diện của ông Vũ Văn Xuân là bố của chú rể, sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Yến là mẹ của chú rể. Xin mời ông bà được đọc tên sẽ cùng di chuyển lên sân khấu ạ. Và thưa quý vị thân mến, tại sao trong ngày cưới lại dùng rượu chứ không dùng bia? Vì rượu thì không có thời hạn, bia thì có hạn sử dụng, mà rượu càng để lâu uống càng ngon. Và tại sao lại không dùng rượu nút lá chuối của làng ta? Vì dùng rượu màu hồng để mong muốn là một tình yêu tràn đầy màu hồng và đầy sự ngọt ngào.
Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời cả bà Dung, mẹ cô dâu ạ. À đây ạ, xin mời ông Cường. Xin mời nhà gái sẽ đứng giúp số quản ở một bên ạ. Nhà trai sẽ đứng giúp số quản ở một bên ạ. Xin mời cô dâu đứng ở giữa. Tiếp theo ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể ạ. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng của chú rể ạ. Là mọi việc khó là thanh niên hay làm. Về mọi việc khó là chú rể làm hết. Dạ, xin mời chú rể, bạn sẽ tiến trước lên phía trước ạ. Dạ, xin mời chú rể, bạn hãy nâng hai ly rượu đầu tiên lên ạ. Để mời bố mẹ vợ. Một ly mời bố, một ly mời mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã trao một phần quà quý giá nhất của cuộc đời bố mẹ cho con. Với hai ly rượu tiếp theo, xin mời chú rể, bạn hãy mời bố mẹ của mình. Xin được cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha ngày hôm nay cho phép con được báo hiếu. Với hai ly rượu còn lại, xin mời chú rể, một ly rượu bạn sẽ mời người vợ của mình, một ly rượu bạn sẽ tự nhận lấy. Và xin mời chú rể đứng vào hàng. Xin mời đại gia đình ạ, sẽ chạm ly vào nhau và hướng mắt về ống kính của nhà nhiếp ảnh ạ. Nhà mình chưa uống vội nhá, chạm ly trước ạ. Ở phía dưới ạ, chúng ta có thể chạm những tràng vỗ tay của quý vị vào được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây ạ, Xuân Toàn đếm 1, 2, 3, xin mời đại gia đình sẽ cùng nâng ly ạ. Đó, 1, 2, 3, xin mời ạ. Và xin được chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Bắc Trường và dâu Nguyễn Huy, cũng như niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Và một lần nữa, gia đình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đông đủ tất cả quý vị khách quý ạ. Và xin mời đại diện của hai bên gia đình sẽ tiếp tục giữ lại ly. Xin mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ quay mặt vào nhau ạ. Và xin mời ông bà của hai bên sẽ hướng mắt về các con của mình. Hướng mắt về các con của mình. Xin mời cô dâu chú rể khoác tay nhau. Rồi, uống ly rượu giao hội, xin mời ly giúp sưu tập một tấm hình thật tuyệt vời nhé lúc này. Cảm ơn, xin mời đại gia đình sẽ cùng hạ ly ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn và xin được trân trọng kính mời ông Cường, bà Dung sẽ trở về chỗ ngồi ở phía dưới. Dạ, xin mời ông Xuân và Yến tiếp tục nắm lại sân khấu ạ. Dạ, xin mời ông bà nắm lại sân khấu. Dạ, xin mời ông đứng bên cạnh con trai của mình. Và thưa quý vị thân mến, một món quà thật quý giá trong cuộc đời này của ông Cường và Dung ngày hôm nay đã trao cho chú rể Văn Trường. Và ngày hôm nay, món quà vô giá mà ông Xuân và Yến trao tặng cho chú rể Văn Trường cũng như cô dâu Nguyễn Thủy, đó là tổ chức một lễ cưới vô cùng trang hoàng. Đã dành ra nhiều khoảng thời gian để viết tên quý vị lên những cánh kiệu hồng, đã dành nhiều khoảng thời gian để liên hệ, đã dành nhiều khoảng thời gian để tới tận gia đình của quý vị, mời quý vị tới chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Và với tất cả những món quà tuyệt vời đó, công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha ngày hôm nay ạ, thay lời cho chú rể Văn Trường xin được ghi nhận tình cảm đó. Và ngay lúc này ạ, Xuân Toàn rất mong muốn rằng ạ, chú rể Văn Trường, bạn sẽ quay sang bên tay phải của mình ạ. Xin được mời chú rể Văn Trường, bạn sẽ dành một cái ôm để cảm ơn tất cả những gì cha đã dành cho chú rể ạ. Quý vị có thể dành một tràng vỗ tay được chưa? Và thay lời cho chú rể Văn Trường, xin một lần nữa cảm ơn ông với tất cả những điều tuyệt vời. Và thưa cô dâu Nguyễn Thủy thân mến, tạm biệt một mái nhà mà hàng ngày cô dâu đang ở, tạm biệt những gương mặt quen thuộc, đặc biệt là ông Cường, bà Dung là bố mẹ của cô dâu cũng như người thân trong gia đình, để kể từ ngày mai mỗi sáng thức dậy, những gương mặt hoàn toàn mới sẽ đồng hành và sống cùng cô dâu tới trọn đời. Và sau đây ạ, Xuân Toàn xin được trân trọng kính mời cô dâu ạ, bạn cũng sẽ quay sang bên tay trái của mình. Và xin mời cô dâu, bạn sẽ dành cái ôm để làm quen với người mẹ mới.
chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay để tác hợp cho chúng ta vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị rất hiểu em nhá. Vâng, xin mời Lưu Dũng Xuân Toàn một tấm hình gia đình. Xin mời. Trong ánh mắt
này em yêu anh, yêu em như ở trên đời, và chỉ vì em thôi. Gia đình ông bà Xuân Yến xin một lần nữa cảm ơn diễn diện của đông đủ tất cả quý vị khách quý, và cho phép Xuân Toàn được thay mặt cho toàn thể ekip xin được lời chào thân ái và một tràng vỗ tay của tất cả quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.